Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tiền thưởng quảng cáo ở trên website Hoàng Mai Trung chúng ta sử dụng để đăng tin ở trên trang mainland.com. Khi mà các bạn góp tiền cho doanh nhân Hoàng Mai Trung để chúng ta sở hữu cái điểm mây thì công ty có tặng lại cho các bạn là 0,5% cái số tiền của các bạn đấy. Thì cái số tiền đấy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng để đăng tin quảng cáo ở trên trang mainland.com các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng số tiền đó để đăng tin VIP thì các bạn sẽ được tiếp cận nhiều khách hàng hơn và bán được bất động sản nhanh hơn. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần phải vào cái dấu ba gạch ngang ở trên trang web là Hoàng Mai Trung này. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái mục sự kiện nhé. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục coupon quảng cáo này. Thì khi mà tới cái bước này nó sẽ hiển thị ra cái thông tin là cái mã quảng cáo của các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ lấy cái mã này. Đây các bạn sẽ sao chép cái mã này. Và mỗi một cái mã này thì nó sẽ có thời hạn sử dụng các bạn nhé. Và cái mã này của mình thì thời hạn của nó là 5 năm này. Và mình đang có cái mã coupon này trị giá là 4.366.892 đồng. Đấy thì nếu như mà bạn nào góp tiền cho doanh nhân Hoàng Mai Trung để sở hữu điểm mây thì sẽ được tặng thêm cái điểm quảng cáo này. Và cái điểm quảng cáo này thì sẽ được mở bằng cái mã coupon này. Thì mỗi một lần mở như vậy các bạn sẽ có một cái mã để chúng ta lạp. Thì sau khi chúng ta copy xong cái mã coupon này chúng ta sẽ quay sang cái trang web mainland.com để chúng ta nạp vào tài khoản nhé, để sử dụng các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái của mainland. Và các bạn lưu ý giúp mình là cái mã này chúng ta bắt buộc phải nhập ở trên trang web thì mới có cái mục nhập cái mã này. Thế còn các bạn mà đăng nhập ở trên app ấy, thì các bạn sẽ không có cái mục để nhập cái mã coupon này nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào trang web này, trang web mainland.com. Các bạn đăng nhập vào trang web mainland.com, sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu ba gạch ở góc trên này. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ số dư mây bay này. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Ở đây thì nó có những cái thông tin để các bạn nạp tiền này. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục nạp tiền ngay. Và tiếp theo thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái mục bên này là chọn gói nạp tiền, là chúng ta sẽ nạp bằng tài khoản ngân hàng. Còn bên sử dụng phiếu giảm giá này thì chúng ta sẽ nạp coupon, thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục phiếu giảm giá này nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập cái số seri vào đây và nhập cái mã coupon vào đây nhé. Thì cái mã code lúc đấy mình copy thì mình sẽ dán vào đây này. Thế còn số seri thì mình sẽ quay trở lại mình lấy nhé. Ở trên này nó là cái mã code này. Và tiếp theo ở dưới này thì có cái số seri này, chúng ta sẽ sao chép nhé. Sau khi sao chép xong thì chúng ta sẽ dán vào bên ô này. Và chúng ta dán vào đây và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục nạp tài khoản này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem thông báo ở đây là mệnh giá coupon của mình là 4.366.892 đồng. Đấy thì chúng ta sẽ xác nhận nạp và nó sẽ vào cái tài khoản khuyến mại 2 nhé các bạn nhé. Mình sẽ nhấp vào cái mục là xác nhận này. Ở đây thì đã hiển thị thông báo là nạp tiền thành công các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào xem số dư này. Đó, hiện tại thì cái số dư trong cái tài khoản ở trên cái trang web mainland.com của mình đang có là số tiền là 4.366.000. Bây giờ mình có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ ở trong cái hệ sinh thái của Mainland và chúng ta sẽ dùng số tiền này để đẩy tin để bán được bất động sản nhanh hơn. Thì hiện tại mình đang có một cái tin đang bán bất động sản ở đây. Ở giao diện màn hình chính ở trên mainland.com hoặc là ở trên app Mainland thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu ba gạch ở góc trên này. Và chúng ta sẽ vào cái mục ở đây đăng tin thì mình đang có số tin đăng là một tin này, mình sẽ nhấp vào đây. Mình nhấp vào cái số tin đăng nhé. Đây là một cái tin đăng bán bất động sản của mình vào buổi sáng nay. Thì bây giờ mình muốn đăng tin VIP để nó tiếp cận được nhiều khách hàng hơn thì mình sẽ nhấp vào cái mục dấu ba chấm ở góc trên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp tiếp vào cái mục mua tin VIP nhé. Các bạn lưu ý là ở đây nó sẽ có cái bảng giá chọn gói này. Đấy, ví dụ các bạn chọn gói tin VIP 1 này thì sẽ là 80.000 đồng trên một ngày và chúng ta sẽ vào cái mục so sánh gói tin ở đây để chúng ta xem nhé. Khi mà các bạn chọn tin VIP 1 thì sẽ được tiếp cận khách hàng là hơn 80.000 người trên một ngày nhé. Và hiển thị đứng đầu danh sách các tin đăng này. Và tiếp theo thì cái tiêu đề cái bài đăng của các bạn sẽ được hiển thị bằng cái chữ in hoa màu tím này. Và được chèn link video vào trong tin đăng nhé. Đấy có nghĩa là cái video của các bạn đăng về cái sản phẩm đấy các bạn có thể là chèn vào trong cái bài đăng của các bạn.
Và tiếp theo nữa là được đăng tin tối đa là 30 ảnh này. Đấy thì khi mà các bạn mua cái VIP 1 này thì các bạn sẽ được quyền lợi là đăng tối đa được 30 ảnh các bạn nhé. Với VIP 2 thì các bạn sẽ tiếp cận được 50.000 người trên một ngày nhé. VIP 1 thì được tiếp cận 80.000 người trên một ngày. VIP 3 thì các bạn sẽ tiếp cận được 30.000 người trên một ngày này. Đấy, còn tin thường thì các bạn sẽ tiếp cận trung bình là khoảng 3.000 người trên một ngày nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái tin VIP 1 nhé, để bán nhanh cái bất động sản mà mình muốn bán này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục tiếp tục ở dưới này nhé. Và tiếp theo thì ở đây mình sẽ tích vào cái ô là tài khoản MayPay nhé. Đó, và mình sẽ nhấp vào cái mục thanh toán này. Với tổng số tiền là 532.000 này thì mình thấy nó tương ứng đâu đấy là khoảng được khoảng 7 ngày các bạn nhé. Mình thanh toán số tiền này thì mình sẽ được đăng ký tin VIP này trong vòng 7 ngày. Chúng ta sẽ nhấp vào mục thanh toán này. Ở đây nó hiển thị kết quả giao dịch là thông tin tin đăng này, thành công này. Đấy, và số tiền thanh toán là 532.000. Nội dung thanh toán là tin VIP 1 dùng trong 7 ngày các bạn nhé. Đấy thì như vậy là mình sẽ quay trở lại đến trang quản lý tin đăng nhé. Như vậy là cái tin đăng của mình nó đang hiển thị ở cái màu tím này và nó được đẩy lên VIP 1. VIP 1 nó có hiển thị luôn ở trong cái bài đăng này các bạn nhé. Đấy thì như vậy một ngày nó sẽ tiếp cận được 80.000 khách hàng. Thì nó sẽ giúp cho cái bất động sản của các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng và chốt được đơn nhanh hơn. Thì đây là một cái tính năng rất là tuyệt vời ở trên mainland.com và một số những cái trang web khác nó không có các bạn nhé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái mã coupon cái tiền thưởng 0,5% để chúng ta sử dụng cái sản phẩm trong hệ sinh thái của mainland. Nếu bạn nào chưa biết làm thì các bạn có thể là xem kỹ chi tiết trong video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.